Nhiều quá, nhiều người hỏi mình về iPhone 8 Plus 300 cành quá. Đây hôm nay mình lên cái video này. À, một là review con 8 Plus này, hai nữa là mình à, trịnh trọng thông báo với tất cả anh em là ở trên đời này không có một con iPhone 8 Plus nào giá 300 cho dù là 10 năm nữa nha. Trừ khi con iPhone 8 Plus đó nó phải hỏng hết rồi nó chỉ còn mục đích là anh em mua về để lấy đồ tức là thành một con iPhone máy sát thì mới có một con 8 lớp 2 300 cài chứ còn nếu như một con máy mà đang sử dụng được bình thường giống như con máy 8 lớp 256 GB ở trên tay mình đây màu đỏ máy nguyên bản quốc tế thì thật sự giá phải mấy củ của anh em nhé chứ không thể nào 300 bởi vì đơn giản anh em hãy lắng nghe mình phân tích đây anh em mua một viên pin anh em mua một viên pin để thay cho chiếc iPhone này thôi ăn kèm cho anh em một cái bộ tua vít để mở ra tự thay được cũng đã mấy trăm rồi nhá, cũng đã mấy trăm rồi. Hơn thế nữa anh em ở đây chúng ta sử dụng điện thoại nhiều năm. Nhất là hàng chuẩn của nhà táo, mỗi một lần như anh em chẳng may gặp máy bị lỗi, bị hư, hỏng màn hình hay là rơi sơ ý rơi vỡ màn hình. Đi thay một cái màn hình thôi cũng đã bao nhiêu tiền. Thế mà anh em vẫn cứ tin là người ta bán hữu duyên cho anh em 300 cành, 500k. Thực ra thì không có, anh em mà cứ mơ tưởng đến điều đó không bao giờ anh em mua được hàng chuẩn, hàng chất đấy ở đây ví dụ đây anh em kiểm tra hàng này máy là nó phải rõ nét màn hình nó phải ok và phải có chu tông này anh em thấy chưa đó và mặc dù đã lâu năm nhưng máy bên mình bán phải là không lỗi lầm di động nhật nam mà bán máy không lỗi lầm là vân tay là phải ok này đó ok chưa đấy ngon chất bộ nhớ hai năm sáu và mình chỉ còn một cái màu đỏ thôi tuy nhiên thì anh em cứ đòi mua 300 trăm lên mình cũng không bán được đấy và anh em nào cần mua giá hơn mà mua đúng giá thì anh em cứ để lại bình luận hoặc là anh em có thể follow mình nhé thả tim rồi anh em bấm vào đây này để vào cái phần hồ sơ anh em sẽ tham khảo được ở dù tú bé khi nào ok ưng ý anh em đặt hàng bên mình bán thì chỉ có máy không không tặng phụ kiện nhé không bao ship nên là anh em cần phụ kiện hoặc là có máy dùng rồi anh em cũng bấm vào hồ sơ để anh em xem phần trưng bày anh em có thể đặt hàng phụ kiện nha cảm ơn anh em